đang chạy qua chỗ cánh đồng cối xay gió. Ở dưới đây người ta trồng bắp nhiều. Đây là mấy cái cánh đồng mà trồng bắp. Xa xa kia là cánh đồng khói xay gió nữa. Rất là nhiều khói xay gió luôn. Take the next right onto farms. Chạy gần lại mới thấy nó to dễ sợ. Anh nghĩ cái này cao bao nhiêu feet hả? Continue on. It's a lot for sale. Okay, we travel to the cold. Đây khí hậu gần giống Việt Nam mình nên cũng có cây bông phượng nữa. Cây phượng đây không có nhiều hoa, cái chỗ kia cái cây hoa đỏ rực luôn.
Can you fast too? Yes, sir. Yes, okay. Có bảng cảnh cáo là có cá sấu. And again. Dạ, ở đây có cá sấu ở dưới nước nè. Người ta đã thấy có cá sấu rồi nên là cẩn thận. Đừng có lội xuống dưới nước, đứng ở trên bờ thôi. Thấy ghê quá. Chỗ này người ta tới cắm trại quá trời luôn nè. Người ta kéo xe tới nè. Đã chưa? Đậu xe này là quá lý tưởng luôn rồi. Ồ, nãy quên hỏi ổng coi mình cắm trại ở đây được không? Mình bỏ cái lều của mình lên, tối nay mình ngủ đây. Có số gọi được không? First bridge. Máy đèn để đã enjoy live chưa? Mấy ông già bà già nên enjoy cái đó. Cái nhỏ nhỏ giống cái này được. Chắc muốn phải kéo cái nhỏ nhỏ này của em ơi. Cái nhỏ này được rồi. Cái chỗ cắm điện, cắm nước rồi vô xài không? Chỗ này dễ thương quá không? Nói chung là cần chạy ra hỏi ông. Hỏi ông coi mình cắm liều. First bridge is good. Mình tới nơi rồi, chọn cái chỗ này để xuống câu cá thử coi sao. Thật ra bữa nay là mình đi câu cua, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng hết rồi. Mình đi du lịch bụi đời, ngủ bờ ngủ bụi, đem theo lều để cắm trại ở đây buổi tối. Đây là khu vực để mình picnic, nấu ăn, có bàn ngồi ăn. Hả? Cái ông kia ông nói mình câu cua thì mình không có đi lên cái cầu, mà ăn cua nó sẽ ở vòng vòng ở ngay cái khu vực này nè. Mình tới coi coi. Có nước cũng sâu. Kiến lửa con to tổ chảng luôn. Nguyên cái hang luôn. Chỗ này có đổ miếng xi măng nè, chắc là mình để cái lều lên đây. Nhưng mà ông kia ông nói có cái khu vực mà để cắm trại dựng lều riêng thì gần cái restroom, gần cái hồ tiêu bồn tắm có nước nóng luôn. Fisherman nhà mình rất là nhanh nhẹn, đã đem đồ right here. Sao tôm chết hết rồi hả? Phải câu tôm chết cũng được, câu mồi chết thôi. Nơi trong cái thùng trắng, thùng trắng có đá. Đây là cái chỗ của mình. Đây có cái chỗ để mình làm cá nè. Nếu mà câu được cá thì có vòi nước rồi này kia, ra đây làm sạch rồi trước khi đem về. Thường thì Mỹ thì nó cắt phi lê không à, phải dục mấy cái xương đầu xuống lại. Trời nắng chết luôn. Rồi, đồ nghề câu cua của mình đã sẵn sàng rồi. Đây là đùi gà. Đùi gà, cánh gà gì cũng được. Mình cột vô cái cọng dây nhợ này nè.
đó, xong rồi thả xuống, chừng nào mà nó ăn thì mình kéo từ từ lên, rồi mình lấy cái giọt này mình giọt, là cái giọt đó, múc nó lên. Cái này là mồi câu tôm này, hôm qua tôm sống mà bữa nay chết queo hết rồi, câu mồi chết cũng được. Nếu mà câu được cá thì mình thả cái lưới này xuống, múc lên, tại trên cầu cao cao á, khi cầu này thì không cao lắm mà mấy cái cầu kia cao á, mình kéo con cá lên không nổi, thả xuống. Rồi giờ mình đi câu cua nha, như ông hàng xóm mình không câu được cá rồi, coi không câu được con gì. It's a hard head? Yeah, catfish. You want them? Ôi, ông câu được hai con cá da trơn. Cho mình luôn. Ông kia qua chài. Quá đẹp. Wow, có cá nhảy kìa. Ôi, chắc được con cá to lắm hả? Ở đây coi bộ cá gút anh hả? Đây mấy con cá mới chài được nè. Con này con mo lịch. Hình như là con cá đối. Con này ăn cũng được á, bự lắm ạ. Cầm lên thử coi bự không. Em tính bắt nó lên mà nó nhảy quá. Bự lên nè. Bự ghê ha, hả? Bự ghê không? Thỉnh thoảng
thấy mấy con cá mà nó nhảy tưng tưng trên mặt nước là mấy con mo lịch đó, mấy con cá đói mà nãy mình chài được á. Nãy giờ nhảy quá trời, tới khi mình quay phim nó lặn rồi bó tiêu nó không nhảy nữa. Giờ xỏ nó qua để thả xuống sông. Anh mình xỏ sao anh? Xỏ chứ miệng qua hả? Thôi, mấy con này hơn chút nữa chắc cũng chết hết rồi. Muốn anh xỏ con nào? Ủa? Khác chết sao? Bỏ đây hả? Bỏ ngoài. Xỏ nó đi, nó chết thì chết. Bỏ ngoài đi, con này. Bỏ đi, lấy em cắt cái đầu. Lấy cái khô lơ đó đem. Mình có cái khô lơ cho con này mà. Chắc con này dột đi, tại vì bây giờ có cá câu rồi. Bây giờ anh cần chỗ. Con cá sao? Anh đựng gì? Anh đựng cá sống của anh.